Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bút Mực. Trong chuyên mục Cây Xanh Nhà Phố hôm nay, Bút Mực chia sẻ với các bạn cách trồng cây dâu tây vào chậu. Nhiều bạn có lấy ngó dâu tây của mình và hỏi cách trồng như thế nào. Thì những clip trước mình cũng đã giới thiệu nhiều về cách trồng, nhưng hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn cách trồng vào cái chậu, cái cây dâu tây này để nó sống và phát triển nhanh. Cây này trồng vào chỉ độ khoảng hơn một tháng là nó cho ra hoa thôi các bạn ạ. Đây là những cây xô, có thể là các bạn dùng chấu hun hoặc những cái chấu các bạn mua ở cửa hàng vật tư nông nghiệp, hoặc là những cái sơ dừa nghiền. Đây của mình là cái bùn và cái sơ dừa nghiền. Bùn thì mình lấy ở cái bùn hoai mục và cái đất ở ruộng lúa cùng với cái sơ dừa nghiền mình cho vào. Thì mình cho vào cái xô như thế này. Nên các bạn thấy là mình sau khi mình cho vào cái xô, cho đầy, nó chỉ thấp hơn cái miệng xô khoảng 2 đến 3 phân thôi. Để sau mình tưới và mình bón thì cái phân của mình nó không trôi ra. Thế thì sâu quá thì quả nó vươn ra, nó vướng cái miệng xô, nó hay gãy quả. Các bạn thấy nó hay gãy quả. Đây là cái ngó dâu tây của mình. Ngó dâu tây này thì mình cũng đã ngắt được 2-3 hôm thì mình dưỡng ngó, tức là mình để trong cái bóng râm mát và nó thích nghi, nó tự nó sống rồi. Cho nên là khi trồng vào đây hoặc các bạn mua về các bạn trồng thì các bạn sau là các bạn có thể để cho cái môi trường tự nhiên được luôn, nó không bị héo rũ nữa. Thế thì những cái cây mới trồng thì về các bạn trồng xong các bạn phải để nó vào bóng mát. Đây là mình ngó, là mình có dưỡng ngó rồi. Đấy, các bạn ngoáy một lỗ ra và các bạn cho nó, các bạn chỉ cần lấp kín bầu thôi, kín bầu và hơi kín cái gốc thôi. Các bạn để hở cái gốc, cái củ lá nó ra, cái củ thân nó ra. Chứ các bạn lấp chìm thì cái cuống cây nó bị nghẹn, thì nhiều khi là nó nghẹn cái là rễ của nó ra, nó kém vào cái lá, cái thân của nó vướng cái lông, nó dễ bị thối. Thế thì chúng ta trồng nó hở cái gốc, nó lổi cái gốc lên, chúng ta vun cái gốc nó lên. Chúng ta lẹn tay nó vừa phải. Còn những cây nó dưỡng ngó của mình, dưỡng ngó rồi thế này thì các bạn chỉ cần nấp kín bầu thôi, các bạn không cần chèn chặt. Đấy, như vậy là các bạn đã được một cái chậu. Chậu này trồng 3 cây là sau đó là nó ra là cũng tương đối là đẹp rồi, nó kín rồi. Nếu các bạn trồng 5 cây, mình năm ngoái mình trồng 5 cây thì nó hơi dày các bạn ạ. Trồng 3 cây, còn nếu mà nó đẻ mầm mà các bạn thấy nó thưa thì các bạn ghim nó vào. Thì tầm 3 đến để 3 đến 5 cây thì cái chậu của bạn nó đã kín ngắt, quả nó ra, nó sum ra rất đẹp. Các bạn không nên trồng đất nó đầy quá. Đất nó đầy quá thì quá trình chúng ta tưới thì nó trôi ra ngoài. Như chậu này của mình nó cũng hơi đầy, nên phải lấy bớt đi. Nếu đầy quá thì khi bón phân, khi tưới nước của mình thì nó bị chảy cái nước nó ra ngoài. Và nếu như lon quá, nó sâu quá thì cái hoa quả của mình nó vươn ra mà nó lặng, nó chĩu xuống thì nó hay bị gãy. Nên chúng ta trồng chỉ để khỏi cái miệng xô, tức là thấp hơn miệng xô khoảng 2 đến 3 phân là đẹp. Nó thấp hơn khoảng độ 3 cm. Thì sau đó các bạn bón, các bạn tưới thì nước nó ở lại cái xô, nó rất tốt. Cái xô này thì mình có khoan lỗ vòng quanh, nhưng bên dưới là mình không khoan. Mình khoan lỗ cách cái miệng, cách cái đít xô khoảng 2 cm để tưới của mình lấy phân thuốc và cái ấy phân nó giữ lại khoảng ở dưới cái đáy xô, nó tạo ẩm. Bên dưới cùng là mình cho sơ dừa để nó giữ ẩm các bạn. Sau đó trên là đất thun và mườn, cũng như là đất ruộng lúa mình trộn, gọi là đất trộn. Cây này mùa này nó rét thì khí hậu miền Bắc của mình thì tầm này trồng và là rất là đẹp. Từ nay về Tết là mình trồng là cây nó phát triển chỉ độ một tháng là nó có cho các bạn ra hoa, vì cái ngó này nó rất mập, nó rất to rồi. Trồng vào nó bén rễ rất nhanh các bạn. Thì một khoảng 1 tháng 2 tháng là nó cho các bạn ra hoa quả. Tết các bạn có quả chơi Tết cực đẹp luôn. Đấy, năm ngoái các bạn thấy cái vườn dâu tây của mình ở Bắc Giang, nhưng mà quả rất chi là đẹp, đỏ mọng với giống này quả cực to luôn các bạn. Quả to chín đỏ đẹp và rất thơm. Lúc này mà một xô có 1-2 quả chín ở trong nhà mà các bạn để thì ngửi thấy mùi thơm của nó thật rất quyến rũ. Khó có mùi thơm của cái cây nào mà diễn tả được cái mùi thơm của cái quả dâu tây này. Nó là quả đơn các bạn, quả đơn nhưng quả nó rất sai và nó rất đều quả. Nó từ đầu vụ cuối vụ quả nó đều như nhau, chứ nó không như cái giống quả chùm. Quả chùm mình trồng một vài gốc nhưng mà nó ra cái loạt đầu thì quả rất to, thành chùm. Nhưng mà sau cái loạt đó thì quả nó kém đi.
Đấy các bạn thấy rễ nó ra, rễ này thì nó cũng hơi ít, nhưng mà như thế này là mình trồng là nó xuống là nó bén rễ ngay. Còn những cái rễ già rồi nó nhiều rễ thì nó tạo thành một cái vùng rễ đó, thì nhiều khi chúng ta trồng ở môi trường mới những rễ trong nó nhiều khi nó hay bị chết. Rễ nó mới bấm ra thế này là chúng ta trồng là đẹp nhất. Nó vươn ra là vừa tầm nó vươn ra là đẹp. Nó không bị chột. Chậu đất các bạn chỉ cần để như thế này là vừa tầm, các bạn trồng vào để hàng ngày các bạn tưới thì các bạn tưới nó đủ ẩm thôi, chứ các bạn không nên tưới ẩm quá. Ẩm quá thì cái rễ nó bị vàng, cái rễ mà nó phát triển nó cũng kém đi. Còn nếu như chúng ta trồng, chúng ta đặt xuống dưới nước, nó đổ 3-4 phân nước ấy, thì cái rễ nó tự nó ăn xuống. Nhưng còn cái giống này nó cũng không ưa ẩm nhiều lắm, nó tự vận ẩm lên và cái rễ nó tự hút xuống thì được. Chứ chúng ta kích ẩm quá thì cái rễ của nó vàng rễ, sau nó dễ dẫn đến cái bệnh quăn lá, bộ rễ nó kém phát triển, nó thối rễ. Như thế này là rất đẹp. Nếu các bạn trồng vào những cái chậu kiểng, những chậu hoa chuyên dụng thì Tết các bạn chơi cực kỳ đẹp luôn. Cái lá nó rất xanh, lá nó xanh mà nó rất đẹp. Cây này thì nó càng lắng, tầm này các bạn đưa ra ngoài lắng, càng lắng nó càng tốt các bạn. Càng lắng thì cái lá nó càng lùn, nó càng xanh lá. Nếu như mà các bạn để trong mát thì cái lá nó vươn nó sẽ cao hơn. Đấy, vươn lá nó khoảng độ 20 phân. Nhưng còn nếu các bạn ra để ra ngoài lắng thì lá nó chỉ độ 5-10 phân, nó rất cứng lá. Để trong bóng mát thì nó hơi ướm thì nó cái lá nó thân thân nó hơi cao. Nhưng mà nó cũng rất xanh. Quả nó cũng rất mọng. Đấy, các bạn thấy cái màu xanh của lá mới 3 cây thôi, nhưng mà sau để nó tự nó tách đôi ra. Là nó kín cái xôm. Bạn trồng như vậy hàng ngày các bạn tưới. Còn lại phân thì các bạn bón vào cái vùng giữa. Đây là cái cây ngó, các bạn thấy nó rất khỏe. Đây các bạn tham quan cái, đây là những cái ngó mình đang dưỡng ở để trong bóng mát. Qua quá trình cắt thì mình đã dưỡng cái ngó này. Dưỡng ngó này mình để trong râm mát khoảng 2-3 hôm thì cây sau đó là ban tối mình đưa ra bên ngoài để nó thích nghi với môi trường, và ban ngày nắng to thì mình cho ăn nắng nó vừa đủ, thì sau 3 hôm thì cây nó tự nó tái tạo bộ rễ nó lên tự nhiên thì trồng nó không bị chột nữa. Còn các bạn cắt cái các bạn đem trồng ngay thì nó sẽ héo, xong thì nó sẽ lại nó tỉnh lại, nó không sao. Đây là cây các bạn có thể trồng với cái chậu kiểng như thế này. Đây là chậu ông thần tài cháu Thanh Vũ trồng vào cái chậu này. Chậu này làm ngoái quả cũng rất to, rất đẹp. Còn đây là các bạn nếu mà có ít thì các bạn trồng cây đơn này, xong các bạn cắm ra. Đây là chậu thì mình trồng trong cái chậu sơn, cây đơn. Sau đó là nó ra ngó thì các bạn vin nó ra vòng quanh. Còn đây các bạn tham quan này là cái chậu, những cái chậu này của mình. Đây là những chậu mình trồng một cây như 3 cây. Đấy, nó lên rất là to, rất là khỏe. Các bạn thấy cây nó rất to khỏe, tốc độ phát triển của nó rất xanh. Như thế này nó ra quả cái nào nó tách ra làm đôi, làm bần đôi, làm cứ làm đôi, xong là cái ngó nó ra, cái hoa nó ra, cái cây nó tách ra là kín cái chậu này của chúng ta. Nó lên rất là đẹp. Đây là cây đơn, các bạn thấy một cây đơn nó cũng đã to thế này rồi. Cây này đang bắt đầu chuẩn bị ra hoa, các bạn đã bắt đầu có lụ rồi. Đấy, những chậu này các bạn thấy chỉ 3 đến 5 cây là hoàn toàn nó kín. Còn những chậu này mình mới trồng cách đây một tuần nó 4 cây các bạn. Trồng 4 cây nhưng mà nó cũng đang bắt đầu mén rễ, nó phát triển rất nhanh các bạn. Thời tiết rét thế này nó lên cực nhanh luôn. Đấy, những cái ngó nó mới ra thế này các bạn ngắt nó đi, các bạn không tiếc làm gì cả. Bạn đã lấy hẳn những cái ngó mập luôn. Mình đã lấy ngó rất mập cho nên cây
Nhiều bạn hỏi cây đem về trồng lên rất khỏe, là vì mình chọn cái ngó rất mập mình mới ương. Còn đây là mình trồng ra luống bên ngoài, nhưng các bạn có thể trồng vào luống, những cái luống ẩm thì trồng vào này nó rất tốt, nó lên cực nhanh như cây rau má, nhưng mà quả của nó rất tuyệt vời. Như các bạn thấy nó cực kỳ xanh, khi có quả cái này nó nhân đôi cái cây ra, là nó lên cái mầm cũng như lên hoa rất là đẹp. Khi có hoa có quả thì các bạn trông mới thấy là cái vẻ đẹp của nó thật là quyến rũ. Cực kỳ là đẹp luôn. Chỉ khoảng độ một tháng nữa thôi thì nó ra mấy hoa nó lên theo, thì đây cái ngó to như vậy các bạn có thể cắm vào những chỗ thưa như vậy. Ấy mà các bạn ngắt đi. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã ghé xem. Chúc các bạn có những luống dâu đẹp. Xin chào tạm biệt.